1 2 3 1 2 Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình chính là Sammy. Ok và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái phần series 1k và 100k nữa nha các bạn nha. Thì lần trước mình đã nói rằng là nếu các bạn ủng hộ cho mình nhiều thì mình sẽ tiếp tục ra cái series này 1k và 100k. Ok, thì trong cái video lần trước á, mình thấy là các bạn xem nhưng mà các bạn ít like cho mình quá à các bạn ơi. Các bạn xem video thì đừng quên là nhấn vào nút like ủng hộ cho mình nha. Và đừng quên là nhấn vào nút subscribe đó nha. Đăng ký kênh YouTube của mình để giúp cho mình lên được 1 triệu subscribe nha anh em. Mình đang có một cái sự cố gắng rất là nhiều để có thể cố gắng lên được 1 triệu subscribe bạn ơi. Các bạn hãy nhớ, bạn nào đã xem video mà chưa đăng ký, hãy đăng ký ủng hộ cho mình đó nha. Ok, thì dạo gần đây mình thấy là các bạn bảo mình á anh ơi, phần thưởng 1k với 100k sao tàn rồi, đồ chơi đồ không mà chán quá, tại sao anh lại không làm về đồ ăn đi, thú vị phết. Nghe cũng hay á nha, tại sao chúng ta lại không làm về đồ ăn đúng không các bạn, nghe cũng hấp dẫn. Hay là bây giờ chúng ta sẽ làm đồ ăn 100k và đồ ăn 1k. Đúng rồi, ok, thì phần thưởng lần này chính là đồ ăn nha các bạn. Và phần thưởng đó là cái gì nào, thì xin giới thiệu các bạn, bánh kem 1k. Bánh kem 1k. Ta-da. Đây, đây chính là cái bánh kem 1k nè các bạn ơi. Đó, bánh kem 1k nè. À, mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem cái bánh kem 1k nè. Ok, trời ơi, bánh kem 1k cho nên là mình mở không có nhẹ nhàng tí nào cả. Ôi, mình thật là thô bạo quá đi. Lấy bánh kem nè, đây. Xin hiểu anh em, đây chính là chiếc bánh kem 1k. Các bạn nhìn nè, đây chiếc bánh kem 1k. Nhìn rất là ngon luôn, đó. Ngon không nào, trời ơi, quá ngon luôn đúng không? Ngon ghê luôn á. Ê, quên rồi. Trời ơi, dạo này mình đang giảm cân các bạn ơi, cho nên thấy mấy cái bánh kem mình thấy thèm quá. À, thôi không sao, chúng ta chiến thắng, chúng ta tha hồ ăn thôi. Nhưng mà cái này là bánh kem 1k. Còn bánh kem 100k là cái nào anh em biết không? Mình sẽ lấy cho anh em xem nha. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta hãy đến với chiếc bánh kem 100k nha. Đây, lần này mình sẽ đến với chiếc bánh kem 100k nè. Chiếc bánh kem 1k chúng ta đã thấy rồi, còn 100k đâu nào? Sammy đưa 100k đây. 100k đây. Đem thử lùi luôn. Ủa, bà đưa túi bọc rác gì vậy? Trời ơi, bánh kem nè. À, bánh kem, bánh kem đây. À, mình tưởng cái bịch rác đó bạn ơi. Thấy cái bọc đen tưởng bịch rác. Ai dè đâu là bánh kem đây hả? Trời ơi. Từ từ. Ok. Thử bánh kem ấy. Ui. My god. Bánh kem 100k. To dữ vậy? Là to rồi, 100k mà. Ok, mình sẽ cho anh em xem cái bánh kem 100k này nha. Và trước khi xem cái bánh kem này, các bạn hãy đừng quên nhấn vào nút subscribe đăng ký cho mình nha. Mình phải nhắc nhiều vậy chứ mấy bạn xem, mấy bạn không chịu đăng ký kênh YouTube mình cũng buồn lắm. Mấy bạn nhớ đăng ký nha. Và trước khi mở bánh kem này ra thì các bạn hãy xem một cái đoạn video này, là cái đoạn video mà mình và Sammy đi mua bánh kem nha. Ok. Ok các bạn ơi, và sau một thời gian quyết định á, thì bọn mình quyết định là mình sẽ lấy cái bánh bên dưới đây. Và đây sẽ là bánh mà bọn mình sẽ đặt là bánh 100k nha các bạn. Các bạn xem đây. Đây là một cái bánh kem và nhìn nó giống như là một cái công trường đang thi công, đúng không? Và đây các bạn thấy là trên đây á, tiệm bánh Đồng Tâm chúng ta là sẽ trang trí thêm những cái mô hình đồ chơi đây. Nhìn rất là ngộ nghĩnh và nhìn rất là đẹp luôn. Các bạn đừng quên là hãy đến Đồng Tâm để mua bánh ủng hộ cho tiệm bánh Đồng Tâm nhé. Ok, và đó là cái hành trình bọn mình đi mua bánh kem. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử mở cái bánh kem này ra nha. Ok, à, mình sẽ mở cho các bạn xem nè. Ôi trời, rách rồi. Oh no. Gì vậy? Nó lẻ nè. Chiếc bánh kem 100k. Đây các bạn xem nè, có số 100k nè. Đây mình cho anh em xem nha. Đây các bạn nhìn nè, 100k. Nhưng mà mình quay trên camera thì nó bị ngược lại các bạn ơi. 100k nè các bạn thấy cái số 100k trên bánh kem không? Thôi, vãi nồi. Ok. Thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi thử thách 1k và 100k. Người nào chiến thắng sẽ được người nào chiến thắng sẽ được bánh kem 100k, còn người nào thua thì chỉ được có cái bánh kem 1k thôi. Các bạn nhìn đi, bánh kem 1k nè, bánh kem 100k nè. Trời ơi, nhìn hai cái là thấy sự khác biệt liền luôn á trời. Wow. Ok, thì chúng ta sẽ bắt
hiện thử thách để coi ai sẽ là người nhận được bánh kem 100k và ai sẽ là người nhận được bánh kem 1k nha. Let's go. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình đã mời Sammy vào trong game mini world với mình ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò mini game. Đó chính là chúng ta sẽ vượt ngục mấy bạn ơi. Mà vượt ngục mà cách nào các bạn xem nè. Ở đây nó có những cái đèn laser nè. Và khi mà chúng ta bước vào những cái đèn laser này, chúng ta sẽ bị mất máu các bạn ơi, thấy không? Đó, bước vào bị mất máu, thấy không? Đó. Thì chúng ta sẽ vượt qua những cái đèn laser này bằng cách chúng ta sẽ nhảy qua nó như thế này, sau đó là trượt qua nó. Đó, kiểu vậy các bạn hiểu không? Đó, và ai mà về đích đầu tiên thì người đó sẽ chiến thắng. Đó, và mình với Sammy sẽ thi đấu với nhau. Rồi, chắc bà đi trước luôn á Sammy, chắc bà đi trước luôn á. Nhường con gái chắc bà đi trước luôn á. Đi trước đi. Trời ơi, cái đó là tôi nè. Ủa gì chứ, cái này dễ ẹt. Ê, đi trúng rồi, nhảy qua nè. Cái gì chứ, cái này Phong mà Phong tập luyện nhiều rồi. Trời ơi, qua được không? Qua được không, qua được không? Ê, trời ơi, vẫn trúng. Ok, chỗ này là chỗ này là cái đèn laser nó sẽ chớp chớp mấy bạn ơi. Ok, mình biết cách đi rồi nè. Đi qua luôn nè, xong đi qua nè. Đó, trời, cứ đi thẳng một đường là qua được gì. Đó, qua được rồi, thấy không? Rồi, tới được bên này. Đó, qua được luôn rồi nè. Rồi, nhảy qua nè. Trời, nhảy qua đây, đứng gần gần chỗ này xong trượt qua. Đó, trời ơi, dễ. Không được. Rồi, trượt qua nè, sao mới làm được không? Trời ơi, vẫn trúng nè. Tôi đạp bà vô đây luôn nè. Tôi đạp bà vô đây. Ê, đâu quá. Tôi tính đạp bà vô trong cái laser. À, dè, tôi bị dính luôn. Ok, trượt qua nè. Đó. Ok, ok, trượt qua nè. Trượt qua nè. Trời ơi, đi qua. Ok, chỗ này, ui. Bên dưới đây nó có gai nè các bạn ơi. Phải nồi, kinh quá. Bên dưới nó có gai nè, coi chừng nha. Ok. Bị dính laser phải không? Nhảy qua nè. Trời, cái gì chứ cái chỗ này. Ây da, ôi, dính này. Nó. Nhảy qua nè. Đó. Ôi, coi chừng té nha. Coi chừng, từ chỗ này chờ nó tránh chiếu xong đi. Ok, nhảy qua. Hey. Ây da, trượt qua đây. Ok. Rồi, Sammy kìa, qua coi. Rồi xong, chết queo luôn. Rồi xong, chết queo luôn bạn ơi. Ok, mình đi trước đây. Trượt qua đây. Trượt qua đây nè. Sau đó trượt qua đây. Đó, rồi. Wow. Ui, chỗ này một đống laser luôn. Chỗ này sao đi được. Phải nồi. Ui, tắt rồi. Chạy. À, dễ dàng. Ui. À, mình phải chờ cái này nó đóng lại mấy bạn ơi. Trời, quên, trời. Mình phải chờ cái này nó đóng lại nè. Sau đó mình mới đi qua được. Ok, đóng lại gì. Ok, rồi, đi qua. Hey. Rồi, qua được rồi. Ui, mình còn có 5 máu á bạn ơi. Chết mình rồi, còn có 5 máu rồi. Sao mà chiến thắng nổi đây. Ok, từ thôi, trời, còn có 5 máu rồi. Kiểu này chết quá. Ok, ok. Trượt nè. Mở cửa. Ủa, sao mở cửa không được ta. Từ, mình phải tìm cách mở cửa ra. Ok, mở được rồi nè. Yeah, qua được rồi. Ui, chỗ này một đống laser luôn. Nhưng mà mình còn có 5 máu rồi. Sao mình vượt qua được. Cái này là gì đây. Cái này là gì. Ủa, sao có con mắt trong đây. Cái này là gì ạ. Ui, cái này là hồi máu hả. Ok, rồi. Nhảy qua đây nè. Ok, mình phải vượt qua để chiến thắng lấy được cái bánh kem 100k các bạn ơi. Không ai nào để thua được. Mình là mình thích bánh kem lắm mấy bạn ơi. Vượt qua nè. Đó, vượt qua nè. Rồi, game là dễ. Hey. Hey. Ui. Chỗ này vẫn tiếp tục là cái đèn laser chiếu vào người. Ok, đi qua nè. Vượt qua nè. Đó. Hey. Hey. Ê. Hey. Ok. Ơi, rồi vượt qua. Ok, chỗ này mình chỉ cần đi chậm thôi là được thôi vậy. Trời, game là dễ. Chỗ này chỉ cần đi chậm qua là được rồi. Thôi, tính ra game dễ bạn ơi, đi chậm là qua được rồi nè. Trời. Rồi sau đó bước vào đây. Rồi mở được cửa rồi. Ui, chỗ này là Queen đúng không? Yeah, Queen rồi bạn ơi. Ok, cái bánh kem 100k đã thuộc về mình đó bạn ơi. Yeah. Mình đã chiến thắng rồi bạn ơi. Và coi như cái bánh kem này đã thuộc về mình rồi. Yeah, Sammy chỉ được có bánh kem 1k thôi. Trời ơi, xíu ăn mà tôi nuốt cả lên hết luôn không tin đâu. Thôi bà ăn bánh kem đi. Còn bánh kem của mình. Ta-da. Trời ơi, bánh kem 100k thuộc về mình rồi. Bỏ tay nè, bánh kem của tôi mà. Bánh kem này là của mình. Còn bánh kem này là của Sammy. Mạng kem nè. Cho miễn đi ghê quá à. Keo kiệt nhớ. Ôi, ngon quá à. Ok, bây giờ mình sẽ review cái bánh kem cho các bạn xem nha. Đây, các bạn ơi, các bạn nhìn cái bánh kem 100k nè. Trời ơi, các bạn thấy không? Trên đây nó có ghi cái chữ 100k nè các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn nè, trời ơi. Cái này mấy bạn biết là gì không? Cái bột, mấy bạn biết là bột gì không? Bột này là bột Milo mấy bạn ơi. Đó, trời ơi, ngon lắm luôn á. Trời ơi, ngon quá. Hay, ở bên dưới đây nè, nó còn có cái bánh Oreo nè. Rồi có kem xung quanh nè. Rồi còn có bánh que nữa nè. Trời ơi, mấy cái bánh que nữa nè.
Rồi ở đây ha, nó có một cái này người ta gọi sao ta, cái này là cái giống kiểu như là cái biển cấm á. Đó, rồi xung quanh đây còn có những cái chiếc xe đồ nữa nè. Trời ơi, xe nó đang xúc cát nữa bạn. Nhìn đẹp ghê luôn á trời, đẹp ơi là đẹp luôn á. Ôi, vậy bây giờ cái bánh này thuộc về mình rồi, mình ăn thôi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cắt bánh kem nha các bạn. Đây, Sammy cầm cho tôi coi. Tôi cắt bánh kem coi. Ok, chúng ta cùng nhau cắt bánh kem nào các bạn ơi. Đây. Cắt bánh kem nào. Tao làm gì đây? Chị, đây bánh kem sinh nhật của ơi, kiểu mang lắp cắt làm đi. Lấy không ai ráp cắt bánh kem. Không được, kìa, cái nào nhỏ hơn xíu đi. Nhỏ. Cắt bánh kem dùng kiếm không được à? Không, nhỏ hơn xíu ơi. Ok. Lấy bánh kem nha. Cái này không được, cái này to quá trời luôn á. Cắt bánh kem bằng này có gì đâu không được. Không được, cái này to, cái nào nhỏ hơn xíu đi. Thôi mệt quá, bánh kem của tôi muốn ăn, sao tôi ăn vậy, tôi ăn bằng miệng à. Kệ tôi, bánh kem của tôi muốn ăn kiểu nào kệ tôi. Bây giờ bà ăn cái bánh 1k của bà đi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và đừng quên đăng ký ủng hộ cho Sammy Đào nữa nha các anh em. Chào mọi người, Sammy. Chào bà.